Ngày 15 tháng 5, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt quán triệt nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố và khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt và làm sâu sắc hơn nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7. Được quán triệt về chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh tỉnh, những nội dung sửa đổi và hướng dẫn thực hiện điều lệ hội một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ chính sách của hội cựu chiến binh việt nam đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam và đại hội hội cựu chiến binh tỉnh vào cuộc sống